Baby bus. Có một ảo thuật gia tuyệt vời trên hành tinh toán học và cậu ấy có rất nhiều khả năng kỳ diệu. Khi quái vật xuất hiện để phá hủy mọi thứ, ảo thuật gia dùng kết thuật của mình để đánh bại chúng và bảo vệ mọi người. Tôi là ảo thuật gia tuyệt vời Kiki, hãy cùng xem có ai cần chúng ta giúp đỡ không nào. Phát triển não bộ. Vườn quốc trí tuệ có rất nhiều hòn đảo xinh đẹp. Một ngày nọ, một quái vật ác độc đến và phá hủy cây cối và nhà cửa nơi đây. Mọi người đều không còn nhà để ở. Xin hãy giúp mọi người xây lại nhà của họ cùng ảo thuật gia. Chào mừng đến với vương quốc trí tuệ. Hãy cùng khám phá hòn đảo nào. Abracadabra, chết đánh. Wow, ta đã phá hủy hòn đảo này. Xin hãy giúp tôi xây lại hòn đảo này bằng cách thực hiện nhiệm vụ và lấy búa. Thử tìm xem chúng trốn ở đâu nhỉ? Chính cái này, bạn thật giỏi. Bạn hãy thử mở mắt thật to và tìm xem nào. Đúng rồi, bạn giỏi quá. Thử tìm xem ở đâu nào. Chính cái này, bạn thật giỏi. Thử tìm xem chúng trốn ở đâu nhỉ? Đúng rồi, bạn giỏi quá. Bạn hãy thử mở mắt thật to và tìm xem nào. Chính cái này, bạn thật giỏi. Thử tìm xem ở đâu nào. Đúng rồi, bạn giỏi quá. Thử tìm xem chúng trốn ở đâu nhỉ? Chính cái này, bạn thật giỏi. Bạn hãy thử mở mắt thật to và tìm xem nào. Đúng rồi, bạn giỏi quá. Thử tìm xem ở đâu nào. Chính cái này, bạn thật giỏi. Thử tìm xem chúng trốn ở đâu nhỉ? Đúng rồi, bạn giỏi quá. Bạn hãy thử mở mắt thật to và tìm xem nào. Chính cái này, bạn thật giỏi. Thử tìm xem ở đâu nào. Đúng rồi, bạn giỏi quá. Bạn có một cái búa, bây giờ bạn có thể xây lại tòa nhà. Wow, tòa nhà được sửa chữa trông đẹp quá. Thử tìm xem chúng trốn ở đâu nhỉ? Chính cái này, bạn thật giỏi. Bạn hãy thử mở mắt thật to và tìm xem nào. Đúng rồi, bạn giỏi quá. Thử tìm xem ở đâu nào. Chính cái này, bạn thật giỏi. Thử tìm xem chúng trốn ở đâu nhỉ? Đúng rồi, bạn giỏi quá. Bạn hãy thử mở mắt thật to và tìm xem nào. Chính cái này, bạn thật giỏi. Thử tìm xem ở đâu nào. Đúng rồi, bạn giỏi quá.
thử tìm xem chúng trốn ở đâu nhỉ? Chính cái này, bạn thật giỏi. Bạn hãy thử mở mắt thật to và tìm xem nào. Đúng rồi, bạn giỏi quá. Thử tìm xem ở đâu nào. Chính cái này, bạn thật giỏi. Thử tìm xem chúng trốn ở đâu nhỉ? Đúng rồi, bạn giỏi quá. Bạn hãy thử mở mắt thật to và tìm xem nào. Chính cái này, bạn thật giỏi. Thử tìm xem ở đâu nào. Đúng rồi, bạn giỏi quá. Thử tìm xem chúng trốn ở đâu nhỉ? Chính cái này, bạn thật giỏi. Bạn hãy thử mở mắt thật to và tìm xem nào. Đúng rồi, bạn giỏi quá. Thử tìm xem ở đâu nào. Chính cái này, bạn thật giỏi. Bạn có một cái búa, như thế bạn có thể xây là tòa nhà. Tòa nhà được sửa chữa trông đẹp quá. Abracadabra, shake the knee. Wow, ta đã phá hủy hòn đảo này. Hãy giúp tôi xây lại hòn đảo bằng cách hoàn thành nhiệm vụ và nhận búa. Hãy bấm vào nút bắt đầu chập. Chữ số bạn phải tìm là 1, 2, 3, 4, 5. Tất cả các chữ số trốn mất rồi. Bạn đã tìm được số 1. Nếu 1, thử tìm lại xem nào. Nếu 2, bạn đã tìm được số 3. Bây giờ còn lại 2 số. Nếu không tìm thấy 4, nếu không tìm thấy thì bạn sẽ sử dụng kính lúp nhé. 5. Bắt đầu đếm. 1 2. Bây giờ còn lại 2 số. 4 5. Một, hai. Bây giờ còn lại 2 số. 4 5. Một, hai.
Bây giờ còn lại hai số. 4 5 Bạn có một cái búa, bây giờ bạn có thể xây là tòa nhà. Wow, tòa nhà được sửa chữa trông đẹp quá.